Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Jonathan Kuminga của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thử nghiệm cách làm nhé. Chữ V. Chữ M. Bây giờ thì mình sẽ ghép chữ Jonathan. Chữ O và chữ V.
mình sẽ sơn phần dây này vào đây. Được, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái vòng tay là chuông thang kumigan như thế này rồi. Các bạn có thể tham khảo cái cách làm chiếc vòng tay này của mình nhé. Các bạn có thể thay thế các cái hạt vòng giống của mình bằng những cái vòng khác để cho vòng chúng ta nhìn nó sẽ đa dạng hơn, và hẹn gặp lại các bạn.